Bữa cơm bất ổn. Cả nhà mình ra ăn cơm chưa thôi? Phương ra để ăn cơm đi. Chị khó chịu vô cùng em à. Mẹ à, mày lại đổ tao. Cái nhà này làm sao đấy? Hỏng ban à? Ăn miếng cũng không yên. Mày dẹp mẹ đi, khỏi ăn nữa. Thằng Khải, mày đưa tay mày đây. Mày không xứng đáng có mặt trong bữa cơm này. Tại sao mày không cố gắng phấn đấu nhìn nó lại hả Khải? Tôi phong cách lên mất thôi. Dẹp đi, tôi cũng không ăn nữa. Chính là cô. Là tôi đấy, tất cả là tôi đấy. Cô đưa cái tay qua đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.